Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Tập podcast ngày hôm nay mình dự định sẽ là một tập podcast ngắn nhưng mà hàm xúc và có ý nghĩa nói về chủ đề tại sao phát triển bản thân quan trọng hơn là phát triển công việc hay sự nghiệp cái điều này nghe có vẻ trái với cái tư đề của cái mùa hai này đấy là về phát triển sự nghiệp nhưng mà hãy nghe mình <laughs> công việc và sự nghiệp nó là thứ đến sau bản thân mình mình phải là ai mình phải như thế nào thì mình mới có được cái công việc và sự nghiệp mà mình mong muốn cái hiểu biết này mình đã có từ khá là lâu rồi từ khi mình còn nhỏ vì là đây cũng là điều mà mình được giáo dục thế nhưng mà gần đây mình lại càng hiểu sâu sắc hơn cái tư duy này sau khi mình đọc một cuốn sách rất là hay của tác giả Jim Rowe có tên là Bảy chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc đây là một cuốn sách rất là hay Có bản tiếng Anh và có bản dịch tiếng Việt à, Nếu các bạn quan tâm Thì mình sẽ để đường link ở phần show notes Cho các bạn tham khảo Nhưng mà mình rất là thích cuốn sách này và Mình đã giới thiệu cho rất rất nhiều bạn Trong đó mình thậm chí có từng mua tặng Tất cả các bạn trong team The Present Writer Và bọn mình có làm một buổi thảo luận Về cuốn sách này ở trên The Present Writer Book Club là cái câu lạc bộ đọc sách riêng ở trong team của mình. Thì trong cuốn sách này tác giả nói về một cái tư tưởng mà mình thấy rằng là nó tóm gọn lại được tất cả những cái mà mình muốn chia sẻ về cái cách phát triển bản thân trong công việc. Đấy là work harder on yourself than you do on your job. Tạm dịch là làm việc cực lực cho chính mình hơn là làm cho công việc. Work harder on yourself than you do on your job tại sao cái câu nói này là truyền cảm hứng cho mình và giúp cho mình kết nối những cái bài học trước đây của mình người tốt hơn thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn trong tập podcast này cũng như sẽ đọc cho các bạn một phần ở trong cuốn sách bảy chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc vậy mình hãy cùng tìm hiểu cái tư duy đặc biệt này trong tập podcast nhé Trước hết, đôi lời về cuốn sách bảy chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc. Thì đây là cuốn sách mà ghi lại những bài học mà tác giả như mẹ nói có tên là chimro học được từ người mentor người chỉ dẫn của ông ấy có tên là uh, Mr. Shof sau khi người mentor này qua đời thì tác giả nhận ra rằng là những cái kiến thức, những cái lời khuyên những kỹ năng mà ông ấy học được từ người hướng dẫn của mình đã khiến cho ông ấy trưởng thành và phát triển như thế nào từ một người nghèo, vô cùng nghèo muốn có 10 đô la trong vì cũng không có cho đến một người làm kinh doanh rất là thành công và đã từng làm tham vấn cho rất nhiều người nổi tiếng và có sách best seller trên rất nhiều đất nước thì tác giả mới thu thập lại ở trong cái cuốn bảy chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc một cuốn sách rất là mỏng thôi nhưng mà cực kỳ hàm xúc Thì mình muốn đọc cho các bạn một phần ở trong chương 6 của cuốn sách có tên là Sự thần kỳ của phát triển bản thân ở trong cuốn Bây chiến lược tịnh vượng và hạnh phúc. Chương sách này bắt đầu với một đoạn như thế này. Một ngày nọ, Shof nói, Jim, nếu cậu muốn thịnh vượng và hạnh phúc, hãy học tốt bài học này. Học cách làm việc cật lực cho chính mình hơn là làm cho công việc kể từ thời gian đó tôi đã làm việc cho sự phát triển cá nhân mình và tôi phải thú nhận rằng đây là nhiệm vụ thách thức nhất công việc phát triển cá nhân này kéo dài suốt đời bạn biết đấy những gì bạn trở thành quan trọng hơn nhiều những gì bạn gặt hái được câu hỏi quan trọng phải hỏi trước khi làm một việc gì đó không phải là tôi sẽ nhận được gì thay vào đó bạn nên hỏi tôi sẽ trở thành cái gì nhận được và trở thành giống như cặp song sinh vậy việc bạn trở thành cái gì sẽ tác động trực tiếp đến những gì bạn nhận được hãy nghĩ về nó theo cách này hầu hết những gì bạn có ngày hôm nay là do bạn đã thu hút được bằng cách trở thành con người của bạn ngày hôm nay vì thế đây là tiền đề kỳ diệu cuộc sống để có nhiều hơn bạn đã có hãy trở nên hơn hẳn bạn hiện thời đây là nơi bạn tên tập trung toàn bộ sự chú ý của mình nếu không bạn chỉ có thể phải bằng lòng với tiền đề về sự bất biến đó là nếu bạn không thay đổi tình hình hiện tại của mình bạn sẽ mãi chỉ có những gì mình có thu nhập hiếm khi vượt qua sự phát triển của cá nhân thỉnh thoảng thu nhập có một cú nhảy vọt may mắn nhưng nếu bạn không học cách thực hiện những trách nhiệm liên quan đến điều đó nó sẽ thường thu về mức bạn có thể quản lý được nếu có ai cho bạn một triệu đô la tốt nhất là bạn phải hết sức nhanh chóng để trở thành một triệu phú. Một người đàn ông rất giàu có đã từng nói, nếu bạn lấy đi tất cả tiền bạc trên thế giới và chia thành những phần bằng nhau cho tất cả mọi người, thì tiền bạc cũng sẽ nhanh chóng quay lại chỗ cũ của nó như trước kia. Cùng với cái tư tưởng này thì phần sau của tranh sách tác giả có một câu này mà mình muốn đọc lại cho các bạn thêm. Tác giả viết, mọi người thường hỏi tôi, làm sao tôi có thể có một mức thu nhập trên trung bình Câu trả lời là hãy trở thành một người trên trung bình. Đó là cái chia sẻ của tác giả Jim Rowe trong cuốn sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc. Như vậy nói đầu cuốn sách, mình rất là thích cuốn sách này. Mình nghĩ rằng là nó là một cuốn sách mọc nhưng mà nó hàm súc và nó có nhiều ý nghĩa. Và nếu mà các bạn có thể đọc bản tiếng Anh ấy, thì nó theo quan điểm của mình ấy, hay hơn rất nhiều bản tiếng Việt mình có đọc các bạn vừa rồi là bản dịch tiếng Việt nhưng mà nó không thoát nghĩa và không rõ bằng bản tiếng Anh thế nhưng mà chúng ta có thể học được một số cái bài học thú vị ở đây cái thứ nhất là cái câu nói là làm việc cật lực phát triển bản thân mình thay vì làm cho công việc thì tại sao lại có cái ý này thì mình nghĩ rằng là khi các bạn nghe cái điều này chắc chắn là các bạn có một số cái suy nghĩ riêng cho mình thì mình rất là vui nếu các bạn có thể chia sẻ cho mình ở trên mạng xã hội ở dưới cái podcast này khi mình chia sẻ ở trên Facebook hay Instagram nói cho mình cái suy nghĩ của bạn về câu nói này. Tại sao phải work harder on yourself than you do on your job? Nhưng mà theo quan điểm của mình ấy thì thứ nhất ấy, là đi làm ấy, thì ai cũng phải đi làm. Trong cuộc đời của mình thì ai cũng có phải có công việc kể cả bạn có là cộng ống, cô chiêu thì mình nghĩ ai cũng cần phải có công việc Thì mới có ý nghĩa trong cuộc sống Tuy vậy thì làm việc ấy, Đặc biệt là khi bạn làm việc cho một ai đó Tức là bạn không có cái doanh nghiệp riêng Bạn làm việc cho một người nào đấy Thì nó chỉ là công việc thôi Tức là mình mang lại cái giá trị đấy Nhưng mà là cho một cái người khác Cho một cái đơn vị khác Cho cuộc sống lớn hơn Thế nhưng mà khi mình làm việc cho chính mình ấy, Thì cái kết quả công việc của mình Sẽ luôn luôn ở với mình nó không phải chia đâu hết cả và nó là một cái kết quả cái đầu tư mà luôn luôn có lãi bởi vì mình phát triển hơn thì mình sẽ chỉ có lãi thôi mình không có lỗ cái thứ hai là đầu tư cho bản thân là cái mà nó có ứng dụng ngay lập tức Chứ không phải là mình phải đợi đầu tư cho cái công ty này Khi nào mà nó kiếm được nhiều lợi nhuận rồi Thì nó mới mang lại cái lãi cho mình Hay là mình làm công việc này cho công ty của mình chẳng hạn Thế khi nào mà công ty trải qua 7749 lượt duyệt rồi Ra ngoài thị trường chẳng hạn Thì mình mới thấy được cái chất lượng công việc của mình Thế nhưng mà đầu tư cho bản thân là cái mình có thể đo lường được ngay ngày mai nếu mình có thể biến đổi bản thân, mình thay đổi bản thân. Cái kết quả luôn luôn ở lại với chính mình. Do vậy là khi mà mình làm việc cật lực cho mình ấy, thì mình sẽ phát triển hơn rất là nhiều. Còn cật lực cho công việc ấy, thì nó chỉ tốt cho công việc thôi chứ nó chưa chắc là đã tốt cho bản thân mình. Đó là cái điều đầu tiên mình học được. Cái thứ hai mình học được ấy, thì như tác giả có nói rằng là thu nhập ấy, nó rất ít khi nó đi trước cái sự phát triển của bản thân mình. Tức là mình phải phát triển bản thân mình tới một cái mức độ nào đấy thì mình mới có được cái thu nhập như mong muốn. Như là cái cục mà mình có trích lại phần cuối ấy là nếu mà bạn muốn một cái thu nhập tốt thu nhập trên trung bình ấy thì bạn phải trở thành một người tốt một người trên trung bình trước đã bạn phải đầu tư bản thân mình bạn phải học những kiến thức thú vị bạn phải trở thành những người có những cái kinh nghiệm xấu những cái uh, khả năng những cái kỹ năng đặc biệt hay là bạn phải có cái sự phát triển đấy để cho mình trở thành một cái người mà xứng đáng đạt được cái thu nhập cao thì khi đấy cái thu nhập cao là từ đấy với bạn thế còn một số cái trường hợp hiếm hoi tác giả có nói ví dụ như ai đấy cho bạn tiền chẳng hạn bạn đột ngột bạn có được trúng sổ số, số chẳng hạn thì cái số tiền này nó chưa khớp với cái bản thể của bạn tức là ví dụ bạn được một triệu đô chẳng hạn nhưng mà hiện tại thì bạn chưa phải là triệu phú thì cái khả năng của mình để quản lý cái một triệu đấy nó chưa xứng tầm thì chẳng chóng thì chầy nó cũng có thể bị tiêu hao đi bởi vì mình chưa chuẩn bị để trở thành triệu phú mình chưa chuẩn bị để mình à, có thể quản lý được cái số tiền đó trở lại với cái câu nói là tại sao phải làm cật lực cho bản thân mình hơn là làm cho công việc ạ thì khi mình làm cật lực cho bản thân mình ấy thì mình luôn phát triển trên công việc của mình mình thấy có rất nhiều bạn trẻ, bản thân mình trong số đó khi mình còn trẻ, khi mình đi làm thì mình luôn luôn lo cái nỗi lo là bị thất nghiệp đúng không? Luôn luôn lo cái nỗi lo là hôm nay mình làm lỗi cái sản phẩm này, là mình mắc cái lỗi này ở chỗ làm thì ngày mai người ta đổi việc mình, ngày mai người ta cho mình ra rìa, ngày mai là mình bị trừ lương, mình bị mất việc. Hoặc là khi mà mình thấy một cái cơ hội việc làm khác thì mình không dám ra khỏi phòng an toàn của mình, mình không dám để mà nộp cho những cái công việc khác. Đấy là bởi vì bản thân mình mình không phát triển bản thân mình trên công việc hiện tại của mình. Mình chỉ nhìn thấy là hoặc là mình đúng cái tầm cái công việc này à, mình chỉ làm cái công việc này ở tầm này thôi. Hoặc là thậm chí mình nhìn mình dưới tầm công việc, tức là mình sợ là thậm chí mình bị đuổi việc khi người ta nhận ra là mình kém. đó Thì nếu mình ở trong cái tâm trạng mình nơm nớp nơ như vậy thì mình sẽ không bao giờ mình phát triển hơn được cái công việc của mình không bao giờ mình có thêm một cơ hội mới cái cơ hội tuyệt vời hơn công việc của mình bởi vì mình không dám bởi vì bản thân mình mình chưa phát triển được tới mức độ mà mình có thể nắm được những cái cơ hội mới mình phải luôn luôn phát triển trên công việc hiện tại của mình thì mình mới mong được cái bản thân mình mình sẽ có cái cơ hội tốt hơn công việc của mình tốt hơn như vậy nói cái đầu tư bản thân luôn là cái đầu tư có lãi là vì thế nếu mà mình không học một cái gì hết ạ thì mình chỉ dậm chân tại chỗ mình chỉ làm công việc hiện tại thôi thì mình sẽ chỉ nhận được cái mức lương đó mình sẽ chỉ tiếp tục cái vị trí đó thôi như tác giả có nói nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình thì bạn phải thay đổi đã nếu mình không thay đổi thì mình sẽ nhận được cái kết quả y hệt như thế mình không có cái thay đổi lớn thì làm sao mình yêu cầu là cái cuộc sống nó mang lại cho mình cái sự thay đổi lớn được cái thay đổi phải từ bên trong của mình Điều thứ ba mình rút ra được sau khi đọc chương sách này thì có thể sẽ hơi khác. <laughs> với tư duy của một người làm lãnh đạo và đặc biệt là một người chủ doanh nghiệp như mình. The Present Writer được xem như là một doanh nghiệp và mình có team, có đồng sự. Nhưng mình luôn luôn nói với các bạn trong team của mình là put yourself first, tức là đặt bản thân của bạn lên trước. Đặt cái sự phát triển của bản thân bạn lên trước, trước cả công việc. Tại sao? Mình đã từng làm ở rất nhiều công sở. Mình cảm giác như là cái triết lý của họ ấy, nó rất là đô hộ. Tức là nếu mà bạn làm công việc này thì chỉ làm đúng cái công việc đấy thôi. Đừng có mà mon men, lanh chanh đến những cái việc của người khác. Đừng có phát triển bản thân. Thậm chí là ngày xưa mình còn nhớ là mình có từng làm một cái văn phòng mà mình mang sách học IELTS, cái là Cherry, cái thứ đấy nữa. Thì người ta còn nhìn mình với cái con mắt rất là soi mói. Mình nghĩ là à, mày học cái này để mày bỏ việc, mày học cái này để mày tìm việc khác. Tức là người ta rất là không khuyến khích việc của mình phát triển thêm. Thì đúng là mình sẽ chuyển sang công việc khác thật. <laughs> Thế nhưng mà một phần cái lý do tại sao mình chuyển việc là bởi vì là những cái vị trí mà người ta có cái tư duy đô hộ, cái tư duy là bạn không thể phát triển mà phải chỉ học đúng cái chỗ này thì làm cái điều này, ấy. nó khiến cho mình không cảm thấy có tương lai trong cái công việc đấy. Người ta chỉ thấy làm việc được hăng say và làm việc được lâu dài khi người ta thấy cái tương lai mình phát triển hơn ở cái vị trí đó. Chứ nếu mà bây giờ bạn làm một việc mà bạn nghĩ 5 năm sau, 10 năm sau mình vẫn y hệt như thế. Mình làm đúng cái công việc đó. Mình không phát triển thêm một cái gì. Mình là vẫn là cái con người của mình ở thời hiện tại. Thì bạn có muốn không? Đặc biệt là khi bạn còn trẻ. Bạn còn ở tuổi 20, tuổi 30, tuổi 40. Bạn không phải là đổi sắp sửa về hưu 60, 70. Bạn muốn nhìn lại cái 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 năm tháng mình làm việc mình thấy là mình làm việc như trâu, như ngựa, cho công việc nhưng mà bản thân mình không phát triển thêm cái gì. Có ai muốn như vậy không? Có ai muốn là cái 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 số năm của cuộc đời mình thì tăng mà cái sự thông minh, cái sự thông thái của mình nó không được tăng lên không? Không, mình không nghĩ là như thế. thế do vậy là bởi vì cái trải nghiệm của mình mình làm ở những cái công sở như vậy á, thì mình thấy rằng là cái điều quan trọng á, là mình phải đặt cái sự phát triển bản thân mình lên trước nhất. Và bản thân mình là người lãnh đạo team á, thì không phải là mình muốn khoe bản thân mình hay gì hết như bản thân mình mình không thích làm ở những nơi mà người ta chỉ chú trọng vào công việc chứ không chú trọng vào phát triển bản thân do vậy trong tim của mình thì mình luôn có những buổi để, để có thể coaching để phát triển bản thân cũng như là mình tặng cho các bạn những cuốn sách này hay là các bạn có vấn đề gì trong cuộc sống bạn tìm đến mình này mình tham vấn cho các bạn này thậm chí mình còn đang coach cho các bạn tìm việc mới này hay là apply du học này hay là xây dựng doanh nghiệp riêng chẳng hạn tức là mình chưa bao giờ mình bắt buộc các bạn là phải làm một cái công việc đó bản thân mình mình cũng không làm một việc tại sao mình yêu cầu các bạn làm một việc và mình luôn luôn nói là put yourself first tức là trong bất kỳ cái điều gì kể cả công việc với mình ấy bạn phải đặt bản thân bạn lên trước ví dụ à cái công việc này thì em cảm thấy rằng là em muốn là em có thời gian thêm cho em để làm công việc này à công việc này thì em cảm thấy nó phù hợp với em bởi vì nó phù hợp với cái việc phát triển bản thân của em thì em làm còn cái công việc nào mà nó chỉ là cái công việc mà hành chính công việc hàng ngày công việc mình phải làm ấy, thì mình có thể vẫn phải làm nhưng mình hãy để ở cái phần sau trong ngày những cái phần đầu trong ngày ấy, thì mình nên tập trung vào cái sự phát triển bản thân mình trước mình để bản thân mình trước trước khi mình làm những cái việc khác và mình chọn được cái việc mà nó sát nhất với cái sự phát triển bản thân mình thì um, đấy là cái triết lý của mình trong cuộc sống của riêng mình mà cũng là triết lý của mình khi mình làm việc với tim của mình uh, mình thấy có rất nhiều bạn đã từng tìm đến mình nói rằng là em đang làm chủ shop quần áo em là boss mỹ phẩm và em cảm thấy rằng là một cái điều khó khăn là nhân viên cứ train một vài buổi làm việc quen quen rồi lại bỏ đi thì mình có khuyên các bạn rằng là em thử nghĩ xem rằng là nếu mà em đặt bản thân em vào vị trí của cái bạn nhân viên đó thì trong cái quá trình bạn làm việc với em thì ngoài cái tiền tức là cái lương thuộc em mang cho bạn thì em có thể làm được gì hơn cho bạn được không? Bạn có thấy cái tương lai 5 năm, 10 năm sau bạn nhìn lại bạn vẫn làm cái vị trí bán hàng đấy thì nó có ổn không? Nếu mà em là bạn em có đồng ý không? Khi mà cái doanh nghiệp của em phát triển những cái thay đổi tích cực thì em cũng phải mong những cái tích cực đấy nó đến với những cái bạn làm nhân viên của mình trước bạn cũng có thể được một phần của lợi nhuận chẳng hạn, hay là bạn có thể một phần của sự phát triển thành công của em, hoặc là bạn có thể là một phần của con đường tương lai có thể trở thành quản lý chẳng hạn, hay là làm sao đấy để đảm bảo rằng là cái vị trí của bạn nó khó có thể thay thế hơn là một cái vị trí thông thường, hay là làm sao đấy để cái công việc của doanh nghiệp của mình nó gắn hơn với cái ước mơ sự nghiệp của bạn, chẳng hạn như thế. thì mình thấy rằng là các bạn trẻ bây giờ cũng rất là tinh trong quá trình tìm việc, đặc biệt là các bạn gen z, ấy. các bạn không chỉ tìm việc là chỉ để cho lương tháng mà là vì cái sự phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Do vậy dù bạn có là ai, dù bạn có là người trẻ mà mới bắt đầu đi vào thị trường tìm việc thì bạn cũng phải đặt bản thân mình lên trước và đặt cái mục tiêu làm việc cực lực cho bản thân ấy, work on yourself first. Trước khi mà bạn làm việc cực lực cho công việc, biết rằng là mình luôn luôn phải tiến thêm một bước thì cái thu nhập của mình nó mới đuổi theo mình à, rất là ít khi mà mình chưa đạt tới cái mức thu nhập đó về cái kỹ năng tư tưởng à, tư duy khả năng mà mình lại ngẫu nhiên mình đạt được cái thu nhập đó nó rất là khó còn nếu mà các bạn đã làm ở một cái công ty tổ chức công sở nào đấy á, thì mình mong muốn rằng là bạn có thể dành thời gian bạn nhìn lại cái hành trình của mình bạn xem rằng là cái quá trình bạn làm ở cái nơi đó bạn đã phát triển được bản thân như thế nào có đúng với cái mong muốn kỳ vọng của bạn chưa và làm sao để mình có thể tách rời bản thân mình ra khỏi công việc làm sao để mình có thể phát triển bản thân mình trên cái công việc mình đang làm làm sao đấy để mình nhìn lại một năm sau thôi mình thấy là mình đã làm một cái phiên bản tốt hơn của chính mình rồi mình đừng nên là cái phiên bản lặp lại của năm cũ hay nhiều như vậy thì uh, những cái cố gắng của mình những cái cái thời gian của mình để đi đâu <laughs> mình phải tập trung vào để phát triển bản thân của mình thì mình quay lại mình nhìn lại mình mới không cảm thấy hối tiếc, không tiếc cái thời gian tuổi trẻ của mình. Còn nếu bạn là uh, chủ doanh nghiệp hay làm uh, sếp, <laughs> làm lãnh đạo một công ty tổ chức hay tập đoàn gì, thì chị cũng hy vọng là thông qua tập podcast này, bạn hiểu được hơn cái ý nghĩa về công việc đối với những người làm cùng với mình. Những bạn trẻ bây giờ họ không chỉ làm về tiền, về đam mê mà còn về sự phát triển bản thân. Nên do vậy là khi bạn ở vị trí lãnh đạo thì bạn làm sao để cho mình khơi gợi được cái sự phát triển bản thân này ở trong tim của mình và đừng quản lý tim theo cái chính sách đô hộ của thực dân. <laughs> Tức là đô hộ ở cho cái người làm của mình, người ta nghĩ rằng là mình sẽ không có cái cơ hội để phát triển hơn cái công việc này. Người ta thấy không có tương lai, người ta thấy là cái cuộc sống của mình đóng khung như thế thì bạn có thể có những nhân viên cũng có thể mẫn cán nhưng mà họ sẽ không bao giờ làm việc với cái sự nhiệt thành nhiệt huyết và cái tư duy phát triển cái tư duy có thể uh, cùng mình phát triển doanh nghiệp phát triển tổ chức của mình. Thế do vậy là mình hy vọng là tập podcast này có thể đưa cho các bạn một phần cái suy nghĩ nào đấy mà nó mới hơn nó cái 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 góc nhìn khác hơn hoặc là có cái cách để mà gọi tên cái bài học cái trải nghiệm mà được tốt hơn. cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. bye ・えっ